Rồi thì bây giờ thì sẵn mình mở Play lên mình nói về một cái câu chuyện mà mọi người rất là thắc mắc. Cũng nghe người này nói người kia nói nhưng mà chưa tận mục sở thị ha. Là đầu tiên, con Black này nè, nên xài cái quả cầu HP hay là cái quả cầu tăng sát thương phong? Thì thông thường á, cái xu hướng là những con đi bết, những con mà gây sát thương á, thường mình sẽ muốn xài một cái quả cầu gọi là tăng sát thương của cái loại đó. Tại vì nó chỉ có một duy nhất là ở bên Genshin là cái ly, còn bên đây là quả cầu chỉ có cái này thôi ha. Giống như con hỏa thì là ly hỏa hoặc là cầu hỏa, thì con phong là ly phong á, hoặc cầu phong. Lúc đầu mình xài cái này nhưng mà sau khi mà mình chuyển qua mình đổi qua các HP thì mình thấy nó có sự khác biệt. Bây giờ vì cái bây giờ là mình sẽ đi đánh tận một sở thị ha, mình sẽ khai nói chết kết quả anh đánh cho anh em coi chơi cái bạn lên chỉ số như nhau à. Ví dụ đang xài cầu à, đang xài cầu HP ha, thì tỷ lệ 77 sát thương bào 91 máu 75 7.500. Còn nếu mà xài cái cầu sát thương phong thì những chỉ số này nó cũng giống nhau thôi, 77 91, nhưng mà nó khác chỗ là mất đi 10 một, mất đi 1.000 máu. Nãy kia là 75.000, 7.500, còn giờ còn 6.600. Ok chưa? Bây giờ là nó sẽ thấy là nó sẽ hơn được 1k máu thôi ha. Coi như là nó thêm 40 mấy. Nó thêm 43% HP thì thêm được gần ngàn máu. Không quá nhiều. 66, 75, gần ngàn. Bây giờ đầu tiên là mình thấy cái cầu HP thì có nhiều máu hơn. Còn giờ mình sẽ so sánh về đam ha. Tại vì đây là cái mà nhiều người sẽ muốn biết nhất. Rồi. Có cái áo trấn thì nên xài áo. Những con nói riêng về những con mà Black nào á, mà xài vũ khí trấn á, thì rất là cao. Rất là dễ lên cái tỷ lệ bù kích. Thì nên xài cái áo sát thương bạo để đẩy sát thương cao hơn. Rồi. Còn thường mà FPB không trấn thì anh nghĩ là sẽ phải xài áo tỷ lệ rồi. Nó giải quyết phần tỷ lệ kích. Rồi, quay lại cho là câu chuyện so sánh của mình ha. Về đam, khi xài cầu HP và cầu sát thương vong, giờ mình đánh cầu HP trước. Giờ mình đi vô cái sảnh đường. Mình chọn cái sảnh đường nằm có phong á. Muốn phong cha không trên đến cho tết cho lẹ đây có phòng này. Rồi giờ mình sẽ đánh chai trước đi, mình khoan búp chưa full búp con heo thôi, đánh chai trước ha. Đang xài cầu HP, cầu HP đánh chai nè. Nhánh mà mình không có cái búp gì cả, chưa e bình thường nhiều 4.900. Anh chút coi chiều nổ là nhiều 4.900 đánh thường. Tại hội Barbara Hill 49 bạo kích 2.600 bằng 3.300, 3.300 cái nội tại. Tới chiều nọ rồi chiều nọ nè 2.600 là cái thiên phú đấy, chiều nọ bao nhiêu chiều nọ 14.700. Ok rồi bây giờ mình sẽ đổi qua đang đánh thế giới mấy vậy? Thứ năm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đổi qua cái cầu kha sát thương phong.
Nhưng chỉ số là tương tự nha, chỉ số tương tự và di vật cũng tương tự, đang bằng 1 mét. Được không? Có mỗi con A. Nó xa xa không? Hello mày biết bay. Ừ, tuần hơn tuần này anh mới stream lại. Anh stream lại đón chào 4.0 Genshin. Rồi, nhớ nha, mọi người đã nhớ đâu không? Rồi giờ tới đây là Sát Thư Phong nha. Sai ngọt qua cầu Sát Thư Phong, hàng chích cú đó. Năm ngàn. Thấy gì chưa? Cái cầu HB lắm, to hơn. Thấy cái chiếm thường đó làm to lắm, chiếm thường là cái nguồn sức lực chủ lực của thằng Black. Nó vừa lợi là máu nhiều hơn. Rồi bây giờ coi những cái đam khác nè. Và đam to hơn là tội gì mình xài cái quả cầu sát thương phong. Rồi bây giờ Thiên Phú tương tự hàng 8, kỳ hàng 6 nhỉnh hơn chút, Thiên Phú cũng nhỉnh hơn đó. Nào quýnh chim nộ cái ha. Nộ bao nhiêu? Nãy nộ kia nãy là được 10, 14 ngàn. 13 ngàn. Chiêu nộ thì nó là mình khó, có thể là chiêu nộ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lượng máu mất đi. Tức là chiêu nộ mình càng để dành càng lâu thì nó càng mạnh, có thể là nó không chính xác chỗ chiêu nộ, nhưng mà mình chỉ có cái đánh thường mình thấy nó nhỉnh hơn á. Đánh thường và thiên phú nó nhỉnh hơn, mặc dù không có đáng kể, nhưng mà do cái cầu HP của mình nó được lợi nhiều đường, sát thương không thua, nhỉnh hơn, máu nhiều hơn, thì mình rõ ràng là anh thấy cái cầu HP á, nó có ưu thế hơn cho con Black rất là nhiều. Thì không rài là muốn test nội dung này sắm hai cái cầu luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi full buff ha. Buff cho anh em coi thực tế con FPB này nó đánh được bao nhiêu đam. Rồi. Xài cái này ha. Quả cầu gì đây? Giờ cầu quay lại cầu HB trước nè. Rồi. Giờ full có buff của Runya với lại của con ấy. Tin chung luôn, có gì xài búp đó. Hello mày búp bài. À đây là tình huống đánh full búp nè. Có chém thường được nhiều, đếm thường thì dễ canh lắm, nó chuẩn. Còn cái đó chiêu nọ nhiều khi nó bị dao động bởi cái quá trình mình tích lũy máu đã mất đi. Mình sẽ so sánh cái thiên phú với cái đánh thường ha, cho nên chuẩn đánh thường trước nè. Với cái chiêu E của Runya thì chưa có tin dung vô nha, chỉ chiêu E của Runya thôi á, 6.900. Bây giờ mình cho cái tin dung vô nè, giúp cho tin Jun nhờ tới full luôn nha. Hồi nãy là chỉ có búp của Runya không, bây giờ cho búp nộ Runya và nộ của tin Jun luôn, full luôn kìa. Nộ của tin Jun vô luôn nè, chém lúc luôn. Cái này là ở trạng thái mạnh nhất của nó luôn rồi đó. Thông thường anh em dồn búp cho con Black này thì thấy 3/5 hoặc 4/5 nên dồn. Và lúc này á, nó sẽ đánh chiêu nộ, chiêu nộ và cái đòn đánh thiên phú của nó không có tính là một lực lực đánh, thành ra nó sẽ hưởng đủ búp. Rồi tới Runya nè. Rồi nộ Runya luôn, này là full nha, có nộ Runya, nộ tinh dung và có cả e Runya, e tinh dung luôn. Cú chém này bao nhiêu? Đây là ở trạng thái đủ nè, búp. Ôi
8 ngàn mốt 7 suýt vậy xả cho nổ cái lại chịu nổ nè ba 39 ngàn đó, em về đánh được tới đó đó 13 ngàn vậy mới đúng ra nãy là bị cái gì á nãy chắc là mấy con đó nó kháng hay sao ừ thường thường cỡ này nè mình nhớ là khoảng 13-14 ngàn bình thường mình đánh là khoảng 14 ngàn này lại full full búp cho nó ra nhiều phải đánh con này nè mới chính xác. Thiên phú lên được khoảng 7 ngàn nhưng mà nó nhảy nhiều nhát nha, thật ra là nó tới 20 ngàn á, nó nhảy 3-4 cái nhà vậy. Cái này cho full nè. Ôi nó chết luôn rồi. Thế sao? Em thấy cái đam mà to nhất của nó là được gần 14 ngàn. Giờ mình đổi là cái cầu he. Cái cầu sát thương phong. Nếu mà đánh nó trả thái không búp thì cái cầu HP nó cho thái sườn nhỉnh thôi. Máu nhiều hơn đi. Hello Renten. Ở cái hạt Sambo không rảnh bỏ luôn. Ngày Sambo có Runya cũng mệnh cái gì cái môn 1 hay gì á. Rồi thần quân mà không rảnh không có chơi. À này không có nuôi thần quân. Rồi vô đây cái ly sát thương phong nha bữa bay ra Clara này ngày mai có banh đô cách ca bên game này nè đây ly sát thương phong đánh lần vượt qua cái ngưỡng 14 ngàn không. Bây giờ chém với QE của Runya trước nè. Nhiều. Không, yếu hơn cậu HP. Cái ly này, cái này tới đây là mình thấy nó yếu hơn thiệt rồi đó. Không có bị quá lệch về cái kết quả. Cái này mình cho full luôn. 3/5. Full book. Một cái nọ. Cái búp của Tinh Duyên vẫn hoạt động tốt với layer Black ha, chứ không nhất thiết là không có đơn giản là nó chỉ búp tấn công không mà nó cả búp sát thương nữa. Cái đó nó búp cái sát thương bullet damage chứ không phải tấn công không. Là cái búp của Tinh Duyên vẫn hoạt động tốt với con này. À chém. 9k 6k.
Dạ thì ngọn cái. Ôi ơi. Em còn gấp giá luôn. Yếu hơn cái ly HP 13k. Ủa kia nãy 13 mấy gần 14. Nói chung là không yếu hơn quá nhiều. Bóc. Rồi quay trở lại mình chốt vấn đề được rồi. Đây. À, nói chung là thật ra thì nó có cái quả cầu HP thì nó cái quả cầu sát thương phong thì nó yếu sát thương hơn cái quả cầu HP, yếu hơn không quá nhiều đâu. Nhưng mà bởi vì HP mình lợi cái là mình nhiều máu, mình trâu hơn, mình an toàn hơn, mình đánh những cái tầng mà la hàng mấy cái sảnh đường cần cao mà quái quýnh lận ngàn hai ngàn máu á, thì cái việc máu nhiều nó an toàn hơn. Ví dụ máu mình 7.000 đi, nửa cây máu của mình là 3.500 thì cái ngưỡng nửa cây máu của Black sẽ bằng full cây máu của những con khác, mấy con khác cũng 3.500 thì cảm giác như là chơi nó an toàn hơn. Nó một công hai chuyện luôn, vừa đam cũng ok mà máu nhiều giúp cho Black này nó trâu hơn, đánh content khó nó an toàn hơn, thì gần như mình không có lý do để dùng nó đi sát thương phong. Đặc biệt ha, đây là cái con cho đến giờ mình thấy là đây là cái con đầu tiên trong cái game này đi bếp không có xài cái quả cầu sát thương nguyên tố mà là xài quả cầu HP. Rồi ok, bye bye Ren Ten nhé. Ok nghỉ rồi, bữa khác gặp lại Ren Ten, bye bye. Cái ca thì ngày mai đó. Tại bữa hôm ba là cái chuyện này cũng nhiều người hỏi nè, mà anh thì anh cũng đâu có dám trả lời liền, cũng phải kiếm hai cục nó ngang ngang nhanh mới nói được. Rồi ngon lành ha anh em, cứ fan HP hết nha, HP dây HP cầu HP chân thì nếu mà có Ronya thì HP luôn, mà không có Ronya có khi phải xài chân tóc. Rồi vậy thôi. Áo tỷ lệ ai mà MVP, còn nếu mà ai mà xài trắng thì có thể xài áo sẽ được bào. Tỷ lệ nếu bận full bộ di vật lấy cộng thêm 16% tỷ lệ nữa thì trừ ra thì cái nhu yêu cầu đối với bộ vị diện thế giới 7 là 70% tỷ lệ, thì mình thật sự mình chỉ cần 54 thôi. Còn nếu anh em mà xài thế giới 6 thì chỉ cần 34, tại vì nó cộng thêm 16% từ bộ di vật ra, mình không có đòi cái ngưỡng tỷ lệ quá cao để dò qua sát bạc hoặc HP. Rồi, như con này sau này phải, con này còn phải sửa nữa tại đồ chưa có đẹp, chưa bằng full được. Quái tài này ổn ổn. Ai xong phim.